Chào các bạn Bây giờ là trưa thứ hai Ngày 29 Tháng 4 năm 2024 Tức ngày 21 Tháng 3 năm Giáp Thìn Trời đã nắng nóng được 3 ngày hôm nay Nhiều anh em chia sẻ về kỹ thuật dâm phôi dưới Là chúng ta dâm xong bao nhiêu ngày bỏ ni nông Bao nhiêu ngày tháo ni nông Bao nhiêu ngày tưới nước Thì hôm nay mình sẽ dâm một phôi loại to các bạn ạ Như hôm qua mình chia sẻ là mình dâm bằng kỹ thuật dùng bèo Thì hôm nay mình sẽ dùng cái kỹ thuật chỉ dùng bèo không thôi Ở dưới mình dâm bằng chất trồng gì tùy các bạn nhé Các bạn dâm bằng cát dâm bằng gì tùy Nhưng nếu bình thường mình dâm cây nhỏ, cây thấp bằng cát hoặc bằng rác mục là mình che kín hết Nhưng cây này nó là cây cao lớn cho nên mình không che kín được cho nên từ phần trên mình dùng bèo mình quấn bốn xung quanh quấn cả những cành nhá đây nó lại không để hở bất cứ một phần nào của thân cây dưới khi mình quấn thì mình làm như nào ôi trời vừa nói xong nó là bấy chỗ này hở rồi đấy. <laughs> coi chưa kiểm tra lại về mình đăng video luôn đấy. thế là hết hở nhét thêm vài cái bèo nữa vào là hết hở rồi thôi được thế nhá đấy chúng ta cố quấn làm sao không để hở một chút nào như video hôm qua mình nói là có bạn đừng ôi giời, đây vẫn hở tiếp Thế tí lại kiểm tra lại cho nó hở cuốn lại nhé các bạn nói là chia sẻ trên hội dưới bỏ dưới thì để người tưới thì uống không tưới thì khô vậy là chúng ta dùng cây bèo này nếu chúng ta khai thác cây về mà dâm ngay thì chúng ta không tưới rồi chúng ta làm như này chúng ta dâm bằng chất trồng đó là chúng ta dâm bằng cát hoặc bằng rác mục hoặc bằng đất hoặc sơ dừa đấy là tùy các bạn nhé mình không bàn về chất trồng thì sau khi các bạn dâm xong các bạn không tưới nhá bởi vì cây khai thác về dâm ngay mà các bạn là dùng bèo các bạn quấn kiểu như lập nhà từ dưới lên trên cứ cho một chùm bèo, một mớ bèo chúng ta quấn một vòng lượt cứ như thế quấn đi quấn lại khi là quấn kín là chuyện ngọn thì thôi Đấy. vậy nếu chúng ta khai thác về chúng ta dâm ngay thì chúng ta không cần tưới Mười năm ngày sau chúng ta tưới một lần thật đẫm chúng ta tưới đẫm để làm gì để cái chất trồng chúng ta len vào gốc còn nếu khai thác về chúng ta để 5, 7, 10 hôm để gốc xe thì chúng ta tưới dâm xong cho tưới một lần thật đẫm để các chất trồng nó len vào. Hãy tóm lại chúng ta dâm ngay thì chúng ta không tưới. 15 ngày mới tưới. Còn để 5, 7 ngày, 10 ngày xe khô cho dâm thì tưới rồi đều cuốn bèo vào. Đều cuốn bèo vào. Nếu cẩn thận các bạn cuốn bèo xong các bạn có thể dùng ni nông. Dùng chăn rẻ chúng ta cuốn tiếp như này. Đây, đây như trên kia chăn rẻ cho nó quấn tiếp rồi ngoài chúng ta chùm niêm đông kín mít kín từ trên xuống dưới từ dưới lên trên nhiều anh em chia sẻ là mùa nóng này thì chúng ta có sợ cây sao không? chúng ta thò tay vào thì nóng bỏng đúng không? rát ngày xưa các cụ dâm rau uh, mạ các cụ đều uh, dùng kỹ thuật là ba sôi hai lạnh tức là ba nước sôi pha hai nước lạnh vậy nhiệt độ khoảng trên dưới 70 độ cây nó vẫn mọc bình thường nhá ấm áp nó mới mọc Đấy, ấm áp. đặc biệt kỹ thuật mà chúng ta dùng bèo cho nó Ờ, phủ kín rồi chúng ta dùng chăn dùng ni lông cho quấn chùm kín mít không hở một tí nào ngoại phát xuất nội mất nhập thì cái này rất phù hợp với mùa đông bảy cây bèo này nó sẽ nóng mùa đông nóng ấm thì cây phát triển mạnh như mùa này là hơi nóng nhưng không sao các bạn cứ làm như thế cũng được nhưng mình chắc lần này mình chỉ che bèo thôi nhưng lưu ý là khi chúng ta che bèo quấn bèo quấn bao quấn rẻ ở bên ngoài thì chúng ta đừng để chạm vào bởi chúng ta có bèo rồi rồi chúng ta ni lông mình cũng đừng chạm vào cây cái, cây cái, cái dưới của mình bởi ni đông mấy chăn là nó ở ngoài cái lớp bèo và ở trên nếu chúng ta có bóng cây thì chúng ta che vào bóng cây không bóng cây thì chúng ta phải che lưới đen lưới đen chúng ta phải che cao nhá đừng che thấp đừng để nó nóng đừng để ni đông chạm trực tiếp vào với bèo còn nó nóng hay không nó ảnh hưởng không thì không sao nha các bạn kiên tâm còn cây này mình làm này thôi mình đã dâm xong rồi Và mình cụ thể nhất cũng vào dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm 2018 mình lấy những phôi dưới này phôi dưới to cao đến 6 7 mét các bạn ạ mình khai thác ở một cái vùng đồi nó khoảng 45 độ đồi đá đất khô cằn sỏi đá cây này cũng rồi ra lại thấy quả trứng ấy chân cây này không biết nó từ năm bao nhiêu nhưng mà đồi khoảng 45 độ thuê 15 người khiến 3 ngày mới xuống đất trở về một ngày dựng lên là 5 ngày nhưng mình cũng dâm đúng như mình vừa nói mình dâm dùng hai lượt cót mình phủ cao hơn đây hai lượt Đúng em phải quá đâu, quá cái dình nhỉ, hay sắt đấy Tôn ở đây Mình phủ cao bằng này Đúng em mình phủ bằng dâm bằng cát nhá Mình dâm bằng cát Phủ cao bằng này dâm bằng cát làm y như bên kia mình nói Ta cát này xong dùng bèo Để cái chăn này vẫn vớt đây Mình nhiều đồ lắm Chăn à, bèo, à, bèo này Dưới là cát này nhưng mình làm hai lượt lên tận, lên tận khoảng đặc thảo tầm này nhá Bởi vì cây nhỏ thì mình dùng cát phủ kín Như cây to thì mình không phủ được Thì mình phủ lên tầm bằng này Hai lượt tôn Sau đó trên mình cũng dùng bèo Quấn bèo Rồi chùm chăn và chùm ni nông Cây này mình rất trân trọng Mình chùm hai lần ni nông Các bạn nhìn này Những đường xây xước Đường rơi Bởi vì nó trên núi có đoạn Nó lăn khoảng độ 2 mét Nó đập toạc gốc ra Và nó hở như này Nhưng mình trồng mấy năm sau Nó bo lại này rất đẹp Đấy, Bo lại như này Đấy, Cây vẫn phát triển bình thường Không phải nóng Đúng 30 tháng 4 1 tháng 5 Năm 2018 Về đây là được 6 năm rồi Mình đã tạo xong cái form Cái dáng rồi Đấy. Không sao nhé các bạn nhé. Đây không sao Đấy mình đã tạo ra một form cây cao 6-7 mét Mình cũng dùng cái kỹ thuật là Dâm bằng cát ở dưới Trên là bằng Bèo quấn bốn xung quanh Ở ngoài dùng chăn Sau ngoài cùng là dùng ni nông Nhưng vì cây khai thác rất là khó Tìm được rất khó cho nên mình dùng hai lượt ni nông mình quấn hai lượt ni nông mình quấn Sau đó trời những ngày trời nắng mới bỏ Mấy ngày sau bỏ ra mọc dần bỏ dần bỏ dần, dần ni nông Và bây giờ sau 6 năm nó như thế này À. Thì mình tóm lại như sau Dâm cây mùa nào cũng được Mùa đông, mùa thu, mùa hè, mùa nào cũng được Chúng ta đều dùng kỹ thuật này được Đó là Ở dưới dâm bằng chất trồng, gì tùy Như mình có thể bằng rác, bằng đất Hoặc bằng cát Cây nhỏ, thấp Chúng ta dùng cát chất trồng phủ kín Cây to Chúng ta phủ kín được Chúng ta dùng bèo quấn bốn xung quanh thì chúng ta tưới nhiều sợ úng, không tưới thì khô, cho nên chúng ta dùng bèo, bèo nó có độ ẩm. Chúng ta tưới tưới nó vẫn thoát nước ra và đã làm cho phôi mát. Cẩn thận hơn chúng ta cuốn chăn và cuốn chùm ninh đông kín mít. 15 ngày sau chúng ta tính tiếp. Nếu khai thác về dâm ngay thì 15 ngày mới tưới. Còn để mấy ngày sẽ khô thì tưới cho đẫm xong phủ kín như này. Đợi khoảng 10 năm, ngày đến một tháng chúng ta kiểm tra. Còn phôi này mình để khoảng độ 20 ngày mình kiểm tra. Bây giờ mình kiểm tra là từ những cành những nhánh như này nó mà mọc lộc thì là cây phát triển bình thường. Đấy. Còn nếu chúng ta dâm bằng cát sau khi cây phát triển 1 năm 2 năm chúng ta lại bỏ hết những cái be ra gạch à, tôn con ép bỏ sạch ra chúng ta xả sạch cát đi chúng ta dùng vòi xịt thật mạnh ngọc sạch hết sạch cát chúng ta cho đất vào đấy chúng ta cho đất vào để cây phát triển trên À, nền đất bình thường để sau này chúng ta chuyển phôi, chuyển dậu, thay đất thật sự chuyển cây đi nó dễ dàng và nó có bầu. Đấy, cảm ơn các bạn xem video. Chúc các bạn là luôn có những biện pháp dâm phôi làm sao phù hợp nhất nhá. Mình dừng video tại đây. Chúc các bạn buổi trưa ăn cơm ngon miệng vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình nhá.